Mọi người ơi, một lần phục hồi bằng 3 ngày dưỡng. Và đây là phục hồi chuyên sâu. Một sản phẩm đến từ nhà mỹ phẩm Đông Anh, cao nghệ nguyên chất 100% từ thiên nhiên và kết hợp cả vitamin và sữa ông chúa, được sản xuất 100% nguyên liệu thiên nhiên, hoàn toàn không pha phẩm màu, hóa chất hay có bất kỳ chất gì độc hại, và các bạn có thể test thoải mái trên mọi phương diện. Đây là lời cam kết đến từ chúng tôi. Và đây là sản phẩm thiên nhiên cho nên đem lại một làn da gì ạ? Căng mướt, bóng mịn, trị dị ứng mỹ phẩm, trị mụn, dùng được da kể khi là da đang dậy thì luôn, dùng được da gân máu luôn, da đang dị ứng luôn, dùng được da mẹ bầu sau sinh, da nám thâm mụn. Phục hồi một đêm thôi các bạn sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt, và đặc biệt là nó gom còi mụn rất nhanh, và da các bạn sẽ lập tức có một lớp căng bóng ngay sau khi các bạn đắp qua đêm. Và đây là cam kết đến từ chúng tôi, và đây là một trong những sản phẩm đang rất là hot của nhà Nguyễn Huỳnh Như đó nha mọi người. Sản phẩm ban đêm siêu hot hit của nhà mỹ phẩm Đông Anh. Trời ơi, phải nói bữa giờ là bị ngập tràn trong cơn mưa lời khen nha. Mua về có một cái giấy công dụng hướng dẫn sử dụng thành phần đầy đủ nha mọi người, và có một cái mũ xinh xinh đi kèm nữa. Không nghĩ là nó có thể đem lại nhiều điều tuyệt vời khi mà khách hàng nhận về tay như thế này luôn đó mọi người ơi. Như thật sự bất ngờ, cao nghệ được sản xuất như thế nào thì mời các bạn xem video này nha. Được chiết xuất từ nghệ thiên nhiên 100% và với quy trình vô cùng chuẩn chỉ, khép kín tại nhà máy của mỹ phẩm Đông Anh. Và thêm cái nữa là từ xa xưa ông bà ta đã nói nghệ là một trong những nguyên liệu vàng của người phụ nữ Việt, vì nó đem lại rất nhiều công dụng mờ thâm, giảm mụn, liền sẹo, và đặc biệt là làm trắng da và an toàn, lành tính cực kỳ cho làn da sau này. Thật sự luôn là từ bữa đến giờ nhưng chưa bao giờ nhận được một cái lời phàn nàn nào về cái cao nghệ này luôn đó mọi người. Nó đem lại quá nhiều điều tuyệt vời, và đặc biệt trong thời gian mà bịt khẩu trang thường xuyên, da bí bách này, thì đây là một sản phẩm đáng để các bạn đầu tư đấy nha.